Welcome back. Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại chương trình học tiếng Anh giao tiếp nhanh cùng Master English Easily. My name is Nhung, tôi tên là Nhung. Trong buổi học ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn cách nói về thói quen hàng ngày. Tuy nhiên, để có thể nói được về những thói quen hàng ngày, những hoạt động hàng ngày của mình, thì tôi cần các bạn phải hiểu được, phải nắm rõ được về trạng từ chỉ tần suất cũng như là về cách nói về thời gian ạ. Chính vì thế, trước khi vào nội dung chính của bài hôm nay, chúng ta hãy nhìn về trạng từ chỉ tần suất ạ. Ok, các bạn hãy nhìn ạ. Chúng ta có trạng từ chỉ tần suất mà chúng ta hay gọi là adverb of frequency, trạng từ chỉ tần suất. Và các bạn sẽ thấy ở trên bảng tôi liệt kê rất rõ cấp độ của trạng từ chỉ tần suất với 100% của chúng ta là always. Sau đó tới 90% đó là usually. Các bạn chú ý giúp tôi, always chúng ta dịch sang tiếng Việt là gì ạ? Luôn luôn, đúng không ạ? Trong khi đó những từ như là usually, normally, generally, often, frequently, chúng ta đều dịch là thường xuyên, đúng không ạ? Và các bạn nhìn lên bảng, lên trên bảng các bạn sẽ thấy một phần rất là rõ về cấp độ của nó đã được chia như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy mức độ 50% chúng ta có từ sometimes. Sometimes, các bạn chú ý giúp tôi, khi các bạn đọc cũng như là viết cái từ này, các bạn thường hay bỏ phụ âm cuối, âm z của tôi đi. Chính vì thế các bạn cần chú ý giúp ạ. Đến cấp độ 30% chúng ta có từ occasionally. Occasionally, okay. Và 10% của chúng ta lúc này còn seldom, okay. Seldom, okay. Và 5% của chúng ta có từ hardly ever or rarely, mà chúng ta đều dịch là hiếm khi, đúng không ạ? Ok, và đương nhiên chắc chắn là không bao giờ thì chúng ta sẽ có từ gì ạ? Ok, never, đúng không ạ? Ok, never. Trên đó là trật tự của trạng từ chỉ tần suất mà tôi vừa giới thiệu với các bạn. Một điều quan trọng nữa khi học về trạng từ chỉ tần suất, các bạn cần nhớ vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu giúp tôi. Và trên phần này tôi cũng trình bày rất là rõ ràng. Các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Trạng từ chỉ tần suất thường đứng trước động từ thường trong câu. Nhưng nếu câu của nó có dùng động từ to be thì trạng từ chỉ tần suất thì làm sao ạ? Sẽ đứng sau động từ to be. Ví dụ các bạn sẽ thấy công thức là gì ạ? Subject, chủ ngữ, đúng không ạ? Sau đó sẽ là adverb, ok, trạng từ chỉ tần suất. Rồi chúng ta mới tới là gì ạ? Main verb, động từ chính, đúng không nhỉ? Và chúng ta có ví dụ như là gì ạ? I always remember to do my homework. Tôi luôn luôn nhớ là phải làm bài tập của mình ạ, ok. Hay là ví dụ thứ hai, he normally gets to work early. Anh ấy thường xuyên là đi làm sớm ạ. Các bạn sẽ thấy nhé, ở câu đầu tiên chủ ngữ của chúng ta là I, nên động từ remember sẽ không có z, đúng không ạ? Nhưng ở câu thứ hai, chủ ngữ của chúng ta là ngôi thứ ba số ít là he. Chính vì thế khi động từ chia ở thì hiện tại đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải thêm z, gets, ok, gets, ok. Ở vị trí thứ hai trong câu của chúng ta là subject. Sau đó sẽ tới động từ to be và sau đó mới dùng là adverb of frequency mới tới trạng từ chỉ tần suất, đúng không ạ? Ví dụ của chúng ta có câu này là gì ạ? She isn't usually bad temper. Cô ấy thường xuyên là có thường xuyên tâm trạng không thường xuyên, đúng không ạ? Cô ấy không thường xuyên có tâm trạng không tốt. Như vậy ý của đây nếu như chúng ta dịch thoát là gì ạ? Cô ấy thường xuyên có tâm trạng tốt, đúng không nhỉ? Ok. Hay câu thứ hai ạ, They never late for school. Chúng chẳng bao giờ đi học muộn cả. Yeah. Chúng chẳng bao giờ đi học muộn cả. Đúng không ạ? Đấy là vị trí thứ hai. Tiếp theo, các bạn sẽ nhìn thấy một công thức nữa. Nếu như trong câu của các bạn chúng ta có động từ khuyết thiếu, đúng không ạ? Động từ khuyết thiếu của ta là những động từ có thể như là gì ạ? Will, must, can, might, could, would, vân vân, đúng không nhỉ? Và vị trí công thức của chúng ta lúc này sẽ là gì ạ? Chủ ngữ tới trạng từ chỉ tần suất. Sau đó mới tới trạng từ, rồi mới tới động từ chính trong câu. Yeah. Các bạn nhìn thấy ví dụ trên này tôi ghi rất là rõ đấy ạ. Ví dụ như là gì ạ? She can sometimes beat me in a race. Cô ấy thỉnh thoảng thì có thể đánh bại tôi trong một trận đấu ạ. Hay là ví dụ thứ hai, he would hardly ever be unkind to someone. Anh ấy rất là hiếm khi không tốt với những người khác ạ. Hay ví dụ thứ ba, they might never see each other again. Họ có thể là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Một chú ý khác của chúng ta trong phần trạng từ chỉ tần suất này là gì ạ? Các bạn sẽ thấy với những trạng từ chỉ tần suất như là usually, normally, often,
frequently, sometimes, occasionally. Các bạn sẽ thấy những trạng từ này là những trạng từ có thể đứng ở đầu câu rồi mới tới chủ ngữ, động từ ở đằng phía sau. Và thường ngăn cách được bằng dấu phẩy. Các bạn nhìn vào ví dụ rất là rõ mà tôi đã liệt kê ở trên này. Tuy nhiên với một số những trạng từ như là gì ạ? Always, seldom, rarely, hardly ever, never thì không bao giờ nó đứng ở đầu câu ạ. Các bạn chú ý giúp tôi về phần này ạ. Ok, một vấn đề tiếp theo nữa, khi mà chúng ta muốn nói về những thói quen hàng ngày của chúng ta đúng không ạ, thì các bạn cũng cần phải quan tâm tới gì ạ? Tới cách nói về thời gian. Vâng, đúng rồi ạ, cách nói về thời gian. Và các bạn nhìn lên trên đây, các bạn sẽ thấy tôi liệt kê rất rõ ràng một số những cụm từ nói về thời gian trong ngày mà chúng ta hay biết ạ. Ví dụ như là in the morning, in the afternoon, in the evening, hay là at night. Và trên này tôi cũng liệt kê rất rõ là từ thời điểm mấy giờ đến mấy giờ là chúng ta sẽ dùng những cụm từ như thế này. Khi nói giờ cụ thể, nói về số giờ cụ thể, thì một giới từ mà các bạn không thể quên khi chúng ta nói về thời gian đó là giới từ gì ạ? At, đúng không ạ? At. Các bạn chú ý ạ, chúng ta không đọc là at mà chúng ta phải nhớ là at. Ok. Và khi để nói về giờ hơn mà từ phút thứ 1 trở đi cho tới phút thứ 29 đúng không ạ, thì chúng ta phải dùng giới từ là past. Ok. Và nhớ trong tiếng Việt của chúng ta nói giờ trước phút sau, nhưng tiếng Anh của chúng ta thì lại họ lại nói là gì ạ? Phút trước rồi mới đến giờ sau. Ví dụ như 7 giờ 5 phút thì họ sẽ dùng là it's 5 past 7. 7 giờ 10 phút it's 10 past 7. Nhưng 7 giờ 15 tức là số 15 thì chúng ta có từ là quarter. Các bạn nhớ giúp tôi nhé, quarter, không đọc là quarter như một số bạn hay đọc đâu ạ, nó là âm or, quarter. Ok, quarter. Và nhớ chỗ này vẫn là gì ạ? Quarter đây là một khắc là 15 phút, thì chúng ta sẽ dùng là 7 giờ 15 chúng ta sẽ nói là it's quarter past 7. Ok. Hay là 7 rưỡi thì chúng ta những giờ 30 phút đúng không ạ, chúng ta lại có công thức cố định là half past và đằng sau là giờ của nó. Chính vì thế ví dụ 7 giờ 30 phút chúng ta sẽ nói là gì ạ? It's half past 7. Ok. Còn khi nói về giờ kém, thay vì dùng giới từ past, chúng ta sẽ dùng giới từ to, đúng không ạ? Và vẫn ghi nhớ của chúng ta là vẫn phút trước, giờ sau. Ok. Như vậy 7 giờ 35 phút tức là 8 giờ kém bao nhiêu ạ? 8 giờ kém 25. Như vậy chúng ta sẽ phải cho cái số phút ở đây là 25, rồi sau đó tới giới từ là to, rồi mới tới số giờ là 8, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ nói là gì ạ? 7 giờ 35. Đến khi nói các bạn sẽ nói là it's 25 to 8. Ok. Hay là 7 giờ 40 phút tức là 8 giờ kém 20, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng là it's 22:08. Nhưng 7 giờ 45 phút tức là 8 giờ kém 15, tức là một khắc của chúng ta đúng không ạ? Thì các bạn vẫn dùng từ là quarter và lúc này có sẽ dùng là giới từ là to. Ok? Và chúng ta sẽ nói là gì ạ? It's 7:45. Ok? It's 7:45. Còn khi mà nói về giờ chẵn đúng không ạ? Khi nói về giờ chẵn thì chắc chắn chúng ta chỉ cần là gì thôi ạ? It's cộng với số giờ đó thôi ạ. Nhớ như có giờ chia theo là 0:12 đúng không ạ? 0:12 giờ thì chúng ta sẽ dùng là AM hay là PM. Còn khi mà chúng ta nói về 24 giờ mà các bạn sẽ thấy là họ hay dùng ở nhà ga bến bãi thì họ lại theo đúng quy tắc của tiếng Việt chúng ta là nói gì ạ? Giờ trước, phút sau. Yeah. Phần này các bạn cần tìm hiểu thêm kỹ càng hơn để chúng ta có thể nói về thói quen hàng ngày một cách là linh hoạt ạ. Ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang nội dung chính trong bài học hôm nay của chúng ta, đó là tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cụm động từ dùng để miêu tả thói quen hàng ngày ạ. Ok. Các bạn liền nhìn trên màn hình giúp tôi ạ. Đầu tiên chúng ta có động từ là wake up, đúng không ạ? Tỉnh giấc ạ. Ok. Các bạn nhớ trạng thái tỉnh giấc này chúng ta vẫn còn trên giường, vẫn còn đang lơ mơ đúng không ạ? Và sau khi wake up thì chúng ta sẽ có động từ là get up, tức là thức dậy và đã ra khỏi giường. Các bạn nhìn vào ví dụ trên giúp tôi ạ. He often wakes up at 5 a.m. but he always gets up at 6 a.m. Anh ấy thường gì đấy ạ? Tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng nhưng phải đến tận 6 giờ thì anh mới thức dậy cơ. Tức là 6 giờ thì anh ấy mới ra khỏi giường đúng không ạ? Ok. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có sau khi mà wake up đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có động từ là have a shower hay là have a bath hay là have a quick wash. Tức là tắm nhanh đúng không ạ? Và các bạn nhớ giúp tôi là have a shower là tắm bằng vòi hoa sen đúng không ạ? Còn have a bath là tắm bằng bồn đúng không nhỉ? Ok. Và sau khi đó với nữ giới thì chúng ta sẽ có động từ là put your makeup on or to make up.
tức là trang điểm, đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy ví dụ là she often makes up carefully before going out. Cô ấy thường trang điểm rất là kỹ càng trước khi đi chơi, đúng không nhỉ? Ok. Tiếp theo nữa, chúng ta cũng sẽ làm quen với động từ, cụm động từ là gì ạ? Have breakfast, have lunch, have dinner. Các bạn chú ý, theo đúng văn phong chuẩn thì chúng ta sẽ dùng động từ là have breakfast. Nhưng tuy nhiên, một số bạn nói là eat breakfast cũng chấp nhận được, nhưng cách đó nói đó là không trang trọng, informal. Ok. Như ví dụ ở trên này ạ. My family has breakfast at 6:30 in the morning. Gia đình tôi thường ăn sáng vào lúc 6:30 sáng, đúng không ạ? Ok. Và sau khi mà have breakfast, hoặc là có thể song song với have breakfast, thì chúng ta có động từ là have a coffee or grab a coffee. Have a coffee là uống cà phê, đúng không nhỉ? Grab a coffee cũng là uống cà phê nhưng với động tác rất là nhanh, và chúng ta có động từ grabbed bằng với lại get something quickly, làm cái gì đó rất là nhanh. Yeah. Và ví dụ ở đây là gì ạ? He often drinks a lot a hot coffee in the morning. Anh ấy thường uống một tách cà phê nóng vào buổi sáng, đúng không nhỉ? Ok. Sau đó các bạn sẽ làm, có thể là sẽ có cái động tác là get the kids ready for school. Just mean help your children get prepared for school, tức là chuẩn bị sẵn sàng là cho con cái đến trường, đúng không nhỉ? Và trong ví dụ này các bạn sẽ thấy ví dụ là gì? My wife is a person who often gets our kids ready for school every morning. Và sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng để đến trường, đúng không nhỉ? Hoặc là đi làm thì các bạn có động từ leave home, tức là rời khỏi nhà, go to school or go to work, đến trường hoặc là đi làm. Và sau đó thì sau khi đi ra khỏi nhà, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có động tác là đến trường hoặc là đến nơi làm việc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng động từ là get to school or arrive at school or arrive at work. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ thấy khi đến nơi làm việc rồi, đúng không ạ? Làm việc xong thì chúng ta sẽ có động từ là finish work or study, tức là học làm việc xong hoặc là học xong rồi đấy ạ. Và chúng ta có động từ là she often finishes her work early. Cô ấy thường làm xong việc sớm, đúng không nhỉ? Và sau khi làm việc xong thì một số người sẽ có thói quen là go to the supermarket or go to the market, đi siêu thị hoặc là đi chợ để mua đồ về cho bữa tối, đúng không nhỉ? Tuy nhiên một số gia đình thì là gì ạ? Lại có thể là có thói quen là go out for a meal or go to a restaurant. Một gia đình có thể là đi ăn quán hoặc đi tới nhà hàng, đúng không nhỉ? Hay là một số những bạn rảnh rỗi hơn mà chưa phải vướng bận công việc gia đình thì các bạn có hoàn toàn có thể là go out with friends or meet up with friends, tức là đi tụ tập với bạn bè, gặp gỡ bạn bè, đúng không ạ? Ok. Tiếp theo nữa, sau khi mà tụ tập với bạn bè xong, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có động tác là quay trở về nhà, đúng không ạ? Về nhà thì chúng ta có một loạt các động từ là gì, bạn có thể dùng hoàn toàn trong các cụm từ như là get back school, come back home or go home. Yeah. Và sau khi về nhà thì các bạn có những động tác là gì ạ? Tidy up, tức là làm cho căn phòng tidy up, tức là dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, làm cho nhà của mình sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn. Hay là do the housework, làm việc nhà, đúng không ạ? Và một số người sau khi làm việc nhà xong, những việc đơn giản xong thì sẽ là prepare dinner, tức là chuẩn bị cho bữa tối, đúng không ạ? Hoặc là cook dinner, nấu ăn tối. Và cuối cùng là have dinner, là ăn tối, đúng không ạ? Ok. Và sau khi đương nhiên ăn uống xong thì chúng ta sẽ có động tác là gì ạ? Do the washing up, tức là rửa bát đũa, đúng không ạ? Do the washing up. Ok. Tiếp theo, sau khi mà ăn uống xong, dọn dẹp xong thì chúng ta có thể là bắt đầu đến giải trí, đúng không ạ? Bằng cách là gì ạ? Watch TV, watch the news, watch a documentary. Các bạn có thể là xem TV này, xem bản tin hoặc là xem phim tài liệu, đúng không ạ? Hoặc một số gia đình có thói quen là chat with members of a family. Chat with members of the family. Trò chuyện cùng các thành viên khác trong gia đình của mình, đúng không nhỉ? Ok. Hoặc một số bạn thì có thói quen là surf the internet. Surf the internet or go online. Lướt web hoặc là lên mạng, đúng không ạ? Một số bạn có thói quen khác là gì ạ? Read the book or read the magazine. Đọc sách báo hoặc là đọc tạp chí, cũng một sở thích rất là thú vị và bổ ích, đúng không ạ? Tiếp theo đó, các bạn có thể là go for a walk. Go for a walk. Đi dạo, đúng không ạ? Rất là thoải mái. Hay là gì ạ? Do homework. Do homework. Làm bài tập về nhà, đúng không ạ?
Và cuối cùng, kết thúc một ngày thì chúng ta sẽ là go to bed or go to sleep. Đi làm, đi lên giường, hoặc đi lên giường ở đây không chỉ là lên giường mà ý của nó là đi ngủ, đúng không ạ? Bằng với go to sleep, ok? Phần tiếp theo tôi đã giới thiệu cho các bạn, phần vừa rồi tôi đã giới thiệu các bạn một số những động từ mà chúng ta hay dùng để miêu tả về thói quen hàng ngày, đúng không ạ? Từ buổi sáng sớm cho đến buổi kết thúc ạ. Tiếp theo là một phần bài tập nhỏ với một số các động từ cho sẵn. Các bạn nhìn thấy trên màn hình, các bạn sẽ thấy là động từ go, work, leave, speak, study, eat, drink. Các bạn là hãy điền các động từ sau vào chỗ trống còn thiếu để tạo thành các cụm từ có nghĩa. Và các bạn nhớ là ghi nhớ các cụm từ này giúp tôi ạ. Ok, như vậy trong bài hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn một số những cụm từ cơ bản để nói về thói quen hàng ngày, cũng như giới thiệu với các bạn về trạng từ chỉ tần suất và thời gian để chúng ta dùng trong thì hiện tại đơn giản để chúng ta nói về nói thói quen hàng ngày. Rất mong các bạn sẽ dành thời gian luyện tập cũng như ghi nhớ các cụm từ này ạ. Thank you.